anh chẳng mới qua thăm mình đó. Nè Đôn Đôn, mới sáng sớm mà bạn đã ăn giặt rồi, mau chia cho mình một miếng đi. Đây có phải đồ ăn giặt đâu, nó là đồ ăn sáng của mình chứ bộ. Sao bỏ toàn dưa leo vậy nè? Mau quăng nó ra chỗ khác đi. Hả? Miếng gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Dưa leo. Bạn hãy quăng miếng dưa leo đó đi. Mình bị dị ứng với dưa leo đó. Hả? Bạn nói cái gì? Bạn bị dị ứng sao? Có chuyện gì mà các em lại ồn ào quá vậy hả? Dạ thưa cô, Linh Chi nói là bạn ấy bị dị ứng với dưa leo ạ. Ôi trời ơi. Ở chỗ của cô có một loại thuốc có thể làm bớt dị ứng đây. Dạ thưa cô, rốt cuộc dưa leo đã làm gì bạn ấy vậy cô? Chỉ là bạn ấy không thể tiếp xúc được với dưa leo thôi, cho nên thường bạn ấy sẽ không thể ở gần nó. Không thể ở gần dưa leo sao? Nhưng bạn ấy đâu có chạm vô dưa leo đâu, chỉ nhìn thấy nó thôi mà. Cho nên người ta mới nói đó là dị ứng em ạ. Wow, đây thật sự là một căn bệnh rất lạ lùng luôn. Bệnh lạ lùng sao? Nè cha đu à, Minchi không sao chứ? Bạn không thích ăn thì quăng vô thùng rác đi, sao lại quăng lung tung vậy chứ? Mình chưa bao giờ nghe nói có người bị dị ứng dưa leo. Chắc là do Minchi mỏng manh yếu đuối quá thôi. Bạn nói đúng, từ giờ tụi mình không nên cho dưa leo vào bữa trưa nữa. Cách cư xử của các bạn ấy hoàn toàn khác khi mình bị thương. Bọn mình đang thương đó cha đu, sao bạn yếu ớt vậy? Chân mình đang đau. Cha đu đã bị loại. Các bạn đúng là phân biệt đối xử với mình quá đi. Ghen tị thiệt á, dị ứng thiệt là tốt. Nè, bạn mới nói là bạn ghen tị đúng không? Thì sao hả? Bộ mình không được ghen tị hay sao? Bạn đúng là kỳ lạ thiệt á. Nhìn đi, một cô gái cứng cáp như bạn cũng biết ghen tị với mấy cái này nữa. Cô gái cứng cáp sao? Nè, biết đâu mình cũng bị dị ứng với thứ gì đó thì sao hả? Thì bạn cứ mơ đi, cơ thể của bạn không có khả năng bị dị ứng được đâu. Nè, nếu như mình bị dị ứng với thứ gì đó thì bạn sẽ phải đi khắp nơi với những vết mực trên mặt đó nha. Ha, được thôi. Và nếu bạn không bị dị ứng thì mình sẽ dễ mực lên mặt của bạn. Chờ đi. Những đồ ăn có thể khiến cơ thể bị dị ứng là sữa, hải sản, trứng. Mình không thể hiểu nổi luôn, tại sao người ta lại bị dị ứng với những món ngon như vậy chứ? Cha đu nè, có sức khỏe tốt mới là thứ quan trọng nhất đó. Minchi à, bạn sẽ không hiểu được tâm trạng của mình đâu. Mình chưa bao giờ được quan tâm và chú ý giống như bạn, nên mình muốn thử một lần cho biết. Nếu là như vậy thì mình sẽ giúp bạn tìm những kiểu dị ứng không liên quan đến thức ăn. Kiểu dị ứng khác hả? Hả? Đây là gì vậy? Dị ứng dưới ánh mặt trời. Một người có thể bị dị ứng nếu đứng dưới ánh mặt trời quá lâu. Minchi ơi, mình rất thích ý tưởng này. Đừng có nói là bạn sẽ cố tình đứng phơi dưới ánh nắng mặt trời nha cha đu. Minchi ơi. Cha đu à, con qua chơi hả? Em là ai vậy? Tâm trạng của em đang không được tốt, cho nên anh đừng có chọc ghẹo em. Cha đu à, bạn cảm thấy ổn chứ? Mình không sao, mình biết là không có gì dễ dàng hết. Cha đu à, con ở lại ăn tối luôn nha. Tối nay cô làm món thịt nướng đó. Dạ, con cảm ơn cô. Cha đu ơi,
Khi mà em bị cháy nắng, chỉ cần dùng dưa leo để... Đừng nói mà. Đừng nói. Minchi ơi, bạn lại bị dậy nữa rồi kìa. Tại anh hết đó. Anh xin lỗi. Ủa, Shadow ơi, trên mặt em có cái gì vậy? Có cái gì hả anh? Trên trán em mới nổi chấm gì đó. Cái chuyện gì vậy nè? Ôi trời, Shadow, không lẽ là bạn đã bị dị ứng rồi? Tuyệt vời. Chúc mừng bạn nha. Xin chào, sáng hôm nay trời đẹp quá ha. Hả? Cuối tuần bạn đi chơi đá banh hả? Sao đen thui vậy? Trời, Shadow, bạn hãy giống con gái một chút đi. Nếu như hôm nay mình bị khiêng về phòng y tế thì các bạn sẽ hối hận vì thái độ lần trước đó. Rốt cuộc bạn đang nói về chuyện gì vậy hả? Cuối tuần rồi mình bị dị ứng nên không đi đâu được hết. Nè, Lý Anh Huy, bạn đã sẵn sàng bị vẽ lên mặt hay chưa? Mình biết mình bị dị ứng với gì rồi. Bạn nói gì? Dạ cô ơi, hồi nãy cô đã cho những gì vào món thịt nướng vậy cô? Cô nhớ rồi, ngoài nguyên liệu thông thường còn có nấm cục. Bộ bạn không biết gì về việc dị ứng với nấm cục hả? Bạn nói gì chứ, dị ứng nấm cục? Bạn vừa phải thôi, đang tính lừa ai vậy? Tưởng mình không biết muốn nói gì thì nói hả? Ý của bạn là gì chứ? Nấm cục có giá lên tới hàng ngàn đô một ký lận. Hàng ngàn đô một ký sao? Khó tin quá đi. Làm sao một ký nấm lại có thể mắc tới như vậy chứ? Nè cho cha đu, mình biết là bạn rất muốn thắng, nhưng có vẻ bạn đã thua rồi. Mình nói thật mà. Các bạn à, cha đu bị dị ứng thiệt đó. Tuy giờ nhà mình không cần nấm cục nữa nhưng... Thôi đi Minchi, tất nhiên bạn sẽ bên cha đu rồi. Vậy bạn chứng minh đi. Nếu như không nhìn thấy tận mắt, mình sẽ không tin đâu. Được thôi, bạn nghĩ là mình không chứng minh được sao? Nè, Tông Banh, em hãy đánh hơi thật cẩn thận nghe chưa? Chắc chắn em có thể làm được mà. Nói vậy tức là chó có thể đánh hơi được mùi của nấm cột mà, có đúng không? Mình biết chắc tụi mình sẽ làm được thôi. Em nói có đúng không hả Tông Banh? Nè, em còn định lề mề tới khi nào vậy hả? Hãy nhanh đi tìm mấy cây nấm cho chị đi. Mau nhả ra, em không nên ăn mấy thứ này đâu. Ủa? Tại sao? Sao mình lại bị dị ứng với nấm cục? Sao mình không bị dị ứng với những thứ bình thường hơn như là trứng hay dưa leo? Tại sao? Tại sao mình lại... Tông Banh ơi! Tông Banh ơi! Em đâu rồi? Nè! Tông Banh ơi! Rốt cuộc là em mới chạy đi đâu chứ? Ủa? Tông Banh ơi! Chị tìm em nãy giờ luôn á. Em đang ngậm cái gì ở trong miệng vậy? Nó là... Mình không nghĩ nó là phân đâu. Mùi hương này hơi quen quen. Mình nhớ ra rồi, là hương vị của nấm cục. Nốt dị ứng nè. Tìm thấy rồi. Nè, bạn có thấy mấy nốt dị ứng trên mặt của mình không? Đây nè, là nấm cục đó. Sao có thể? Bạn tìm được ở đâu? Bạn hãy mau xin lỗi vì đã nói mình là kẻ nói dối đi. Không ngờ cha đu dị ứng với nấm cục thật. Mình không dám tin luôn. Sao bạn ấy còn dám đem nó theo chứ? Nhìn mặt của cha đu tội chứ kìa. Tội quá. Cảm ơn.
qua chính hiệu. Cái gì? Bạn nói gì? Vì cách thể các bạn từ chối những thứ có giá trị đó. Mình nghe nói nấm cục còn mắc hơn vàng nữa nha. Đúng rồi, nó giống như kim cương vậy. Đây không phải là điều mình muốn. Bạn khoe khoang là mình không ăn được những thứ mắc tiền hay sao? Được rồi cha đu, mình chịu thua. Chúc mừng bạn vì đã chiến thắng nha. Nè cho cha đu, mình có một chuyện nhất định phải nói. Nấm cục bạn mang theo rất đầy kia kìa, bạn có thể dọn được không? Cha đu ơi, bạn có muốn lên phòng y tế không? Thôi mà cha đu, chuyện có chút xíu à, lên phòng y tế làm gì chứ? Mình không sao đâu Minh Chi à. Chuyện này không phải là lỗi của em đâu Tông Ban à. Em đã làm rất tốt rồi. Cha đu ơi, đi chơi đám anh thôi. Các bạn thiệt là quá đáng, mình đang bị dị ứng đó. Bạn vẫn chưa hết dị ứng nữa hả? Các bạn tự chơi một mình đi. Được thôi, tụi mình đi đây. Lần trước tụi mình thua 3-0, chắc lần này thua 5-0 quá. Nè, các bạn đá kiểu gì mà để thua tới 3-0 vậy hả? Thì tại tụi mình không có bạn. Đã hứa rồi thì phải làm thôi. Tông Ban giỏi lắm, lần này chúng ta sẽ giàu to cho mà coi. Hãy cố gắng tìm thử những cục nấm bự thiệt là bự bự cỡ này nè. Món cái này là phân chó mà. Mời khách hàng số 121. Con có thể đổi tiền xu sang tiền giấy được không cô? Con có thể đổi tiền ở quầy bên kia kìa. Nhưng thôi, để cô đổi nhanh cho con. Bộ một mình con tự đem tiền đến đây đổi đó hả? Dạ, con chỉ đi có một mình thôi. Vậy thì con thiệt là một cô bé mạnh mẽ và can đảm. Và con cũng dành dụm được rất nhiều nữa. Con cảm ơn cô đã khen, nhưng con không có làm gì nhiều hết. Tất cả là nhờ ba của con hết đó cô ơi. Con chưa bao giờ nghĩ là mình lại phạt được nhiều như vậy luôn đó cô. Ba! Con định không trả lại ba hả Nurungchi? Con đã biết trước ba sẽ như vậy rồi mà. Ba lại trốn ra đây để hút thuốc nữa chứ gì? Không phải đâu các con, lần này ba chỉ định ngửi thôi. Ba đã nói xạo, ba bị phạt 100 won. Ba bị đóng phạt hơn 1000 won cho ba giải lao xíu đi. Là do ba thôi, chính ba đã nói ba sẽ đưa tụi con 100 won cho mỗi điếu thuốc ba hút mà. Ba của con đã đóng phạt hơi bị nhiều từ mấy lần trước rồi cô ơi. Con sẽ dành tiền phạt của ba để mua một căn nhà đó cô. Vậy mà cô cứ tưởng trước đó ba của con đã bỏ thuốc rồi chứ. Cô đừng có nhắc chuyện không vui với con nữa. Cô xin lỗi. Vậy thì con muốn đổi tiền xu lấy tiền nào đây? Con muốn tiền thiệt là lớn luôn. Tiền lớn luôn sao? Con muốn đổi tờ 5000 won luôn. Dạ con chào ông. Con muốn cái này, cái này, cái này, cái đó, cái đó, cái đó luôn. Lấy cho con hết luôn ông ơi. Cha đu à. Minh Chi hả? Bạn đang làm gì ở đây vậy hả cha đu? Minh Chi à, nếu bạn có muốn ăn gì thì cứ việc chọn nha. Đừng lo về vụ tiền bạc. Minh Chi à, nếu như ba của bạn nói sẽ bỏ thuốc lá, hãy cá cược với ba bằng cách phạt tiền. Đây, đồ ăn của mấy đứa nè. Quá nhiều như vậy luôn hả ông? Không biết mình có thể ăn hết trong hôm nay không đây? Ông ơi ông, ông bán cho con một bịch kẹo dẻo nha. Có một bịch thôi, bạn đủ ăn hay không vậy chứ? Nè, cho bạn 3 bịch luôn đó. Ăn cho thoải mái đi nha.
Ôi trời đất ơi, tại sao anh lại đồng ý đóng phạt cho tụi nhỏ như vậy chứ? Anh còn tiền chi tiêu cho tháng này hay không vậy? Ê, anh không còn đồng nào hết trơn đó. Tết năm nào anh cũng nói là sẽ bỏ thuốc lá, rồi có bao giờ anh thành công đâu. Em nói vậy làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Anh quyết định lần này sẽ làm được. Bây giờ anh không còn tiền để mua thuốc lá nữa. Con xin chào cô. Lại là con sao? Cô nhìn con heo của con nè. Con heo đất này đang dần bự lên đúng không cô? Cô đoán là bà con đã thất bại nữa rồi có phải không? Dạ phải. Dạ lại hôm nay ngân hàng khá là đông. Con lấy số thứ tự rồi qua bên kia ngồi chờ đến lượt của mình nha. Dạ. Này là viên kẹo chua. Này là viên kẹo ngọt. Để con lượm lên cho chú nha. Là cái gì đây? Một tấm hình ma. Chú ơi chú, cái này không phải là thuốc lá hay sao? Tại sao lại có hình con ma trên hộp thuốc vậy hả chú? Con nói đây là hình con ma sao? Không phải đâu con gái à, đó là hình người mà. Tất cả các hộp thuốc lá bây giờ luôn có in hình đáng sợ như vậy ở bên ngoài bao thuốc. Nó cảnh báo chúng ta biết nếu hút thuốc nhiều thì sẽ có hậu quả như thế nào. Là hình người thiệt sao chú? Đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên hút thuốc đâu con gái à. Tại sao một người có thể nhìn kinh khủng như vậy sau khi hút thuốc chứ? Cho nên chú cần phải bỏ thuốc lá ngay trước khi chú trở nên như vậy đó. Không được, mình nhất định không thể để ba của mình thành ra như vậy được. Mẹ ơi, Mimi à, Barbie à, Nurumchi ơi, mình cần họp mặt gia đình một chút. Mọi người hãy chú ý nghe con nói đây. Chúng ta nhất định phải giúp bà bỏ được thuốc lá kể từ bây giờ. Chị đang nói là ba hút thuốc lá nữa hả? Tụi mình đã nói ba đừng bỏ thuốc lá hồi nào. Đợi một chút cho xem cái này nè. Cái này là gì vậy chị? Đây chính là hình ảnh tương lai của ba đó. Nếu như ba không bỏ thuốc lá thì chắc chắn ba sẽ giống y như bức hình này vậy. Đúng vậy, mẹ hiểu ý con. Mẹ đã thử nhiều lần lắm rồi nhưng mà vẫn không thể nào bắt ba con cai thuốc lá được. Biết làm sao bây giờ đây? Nếu vậy thì mình cần phải làm mạnh hơn nữa mẹ à. Mẹ ơi, hai đứa Nurumchi à, bằng bất cứ giá nào đi nữa chúng ta cũng phải ra sức giúp cho ba cai được thuốc lá. Cả nhà đồng ý với con không? Đồng ý. Chào cả nhà, ba về rồi đây. Cái gì vậy? Ba công nhận ra sao? Đây chính là khuôn mặt trong tương lai của ba đó. Ừ, con nói gì chứ? Mấy đứa à, mau lục soát người của ba đi. Các con à, ba chỉ hút có một điếu thôi mà. Bây giờ ba sẽ đóng phạt 500 won luôn. Nên bỏ qua cho ba 5 lần được không? Nhất định không được đâu. Việc ba bỏ được thuốc lá quan trọng hơn tiền bạc. Đúng vậy. Mấy đứa à, bình tĩnh lại. Để ba đi thay đồ rồi chúng ta nói chuyện tiếp có được không? Hôm nay đúng là ăn no quá à. Mới ăn cơm xong định đi đâu đó hả? Anh ra ngoài giường thôi có đi đâu đâu. Bà phải đi với tụi con. Bà lại định đi ra ngoài này để hút thuốc chứ gì? Ủa, ba đi đâu mất tiêu rồi ta? Ba đi rồi hay sao hả Barbie? Ba đây nè chị cho đưa ơi. Ba à, từ giờ con muốn ba để cửa mở khi đi vệ sinh. Có phải là ba định lén hút thuốc trong khi đi vệ sinh có đúng không? Ba à, ba đi đâu vậy? Ngủ với tụi con nè. Em nghĩ là anh hãy bỏ thuốc lá đi là vừa. Ba không nên đi làm một mình, ba hãy dẫn Nurumchi theo đi. Cái gì chứ? Sao ba có thể mang Nurumchi đến văn phòng được hả? Vậy thì làm sao tụi con biết được là ba có hút thuốc ở chỗ làm hay không chứ? Con gái à, ba đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc hút thuốc lá rồi. Lần này ba thực sự bỏ thuốc lá, con tin tưởng ba đi. Ba chắc chắn với con không? Thôi được rồi, với tư cách là một trụ cột của gia đình, ba hãy hứa đi. Như vậy thì con không bắt ba mang Nurumchi theo. Ba xin hứa, ba xin thề. Ba sẽ hút một lần cuối cùng này thôi. Lần cuối cùng này mà thôi.
chi, con làm gì ở đây hả? Con biết ngay là sẽ vậy rồi mà. Con thấy chưa, mẹ nói có sai đâu. Con nói là con sẽ không theo dõi ba mà. Ba đã hứa là ba sẽ không hút thuốc nữa rồi mà. Mẹ con em phải theo dõi anh để đề phòng những lúc như vậy nè. Bây giờ em không thể nào chịu đựng anh được nữa rồi. Tới lúc này anh cũng không chịu đựng được cả nhà nữa. Em sẽ làm gì nếu như anh vẫn hút thuốc? Em sẽ đá anh ra khỏi nhà hay sao? Chào mừng đến với trại huấn luyện địa ngục. Nếu các bạn muốn nghỉ ngơi ở nhà sau giờ làm gì thì hãy bỏ thuốc lá. Nếu không thì các bạn phải tham gia trại địa ngục cho đến cuối đời. Tiêu tôi rồi. Tốt rồi, lần này nhất định ba sẽ phải bỏ thuốc lá thôi mẹ ơi. Mẹ tự hào lắm Shadow à. Con đã làm được một việc mà cả đời này mẹ không làm được. Trời ơi, đâu có chuyện gì to tát đâu mẹ ơi. Nhưng nếu như mẹ thực sự nghĩ vậy thì mẹ tăng tiền tiêu xài cho con. Con đừng nói nhiều nữa, mau về phòng ngủ đi. Alo, tôi nghe đây. Đúng vậy, dạ sao ạ? Cái gì? Ý anh là chồng tôi bị đuổi rồi sao? Bị đuổi sao? Chồng của chị hút thuốc ở trại, không có cách nào, đành phải cho anh ấy nghỉ. Chuyện này quá vô lý. Anh nói là anh giám sát rất nghiêm ngặt, để không một ai có thể lén lút hút thuốc mà. Đúng là như vậy, nhưng với trường hợp của chồng chị thì... Cái gì hả? Chồng của chị có lẽ không bỏ thuốc lá được. Tôi xin lỗi. Tôi cấp máy đây. Ôi trời ơi, chỉ còn có một điếu trong túi thôi sao? Mình không thể mua thuốc trong khu nhà mình ở được. Xin chào quý khách, mời quý khách để hàng lên tính tiền. Đây, tôi lấy cái này. Quý khách, chị lấy món này thôi sao? Phải, chị lấy một món này thôi. Xin chào, hình như chị là vợ của anh Dông Xích có phải không? Ôi trời ơi, dạ phải, rất vui được gặp anh ở đây. Anh là ba của Shadow có phải không? Dạ phải, xin chào chị nha. Mà cho hỏi chị đang làm gì ở đây vậy chị? Dạ, là tôi, thật ra tôi đang làm việc bán thời gian ở đây đó mà. Vậy hả? Ủa, chồng chị làm trong công ty lớn mà, vậy sao chị lại làm gì ở đây chứ? Tôi không biết phải nói sao nữa. Hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện để điều trị bệnh rồi. Anh ấy mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Cái gì? Ung thư phổi hả? Đúng vậy, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Đáng lẽ anh ấy nên bỏ thuốc từ sớm. Không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải làm việc để kiếm sống. Tôi còn phải lo cho các con ăn học nữa mà. Xin lỗi, anh tính tiền xong chưa vậy? Tôi xin lỗi, tổng cộng của anh 4.500 won. Của quý khách đây. Đúng là không thể nào tin được. Dông Xích còn trẻ hơn mình nữa, sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Sau này cô ấy biết tính sao đây? Không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải làm việc để kiếm sống. Tôi còn phải lo cho các con ăn học nữa mà. Dạ con chào cô. Con đến rồi hả cha Đu? Ôi trời ơi, heo đất của con đầy nữa rồi kìa. Con biết đó, những người cha không thể bỏ thuốc lá được đâu. Ba của cô cũng giống vậy. Dạ không phải đâu, cô đang nói đến chuyện gì vậy chứ? Con heo đất lần này không phải là tiền phạt mà ba vi phạm hút thuốc. Ba của tụi con bây giờ đã hết hút thuốc rồi. Còn đây chính là toàn bộ tiền phạt mà ba đã ăn cắp sô-cô-la của con. Số tiền này còn lớn hơn tiền phạt hút thuốc nữa đó cô ơi. Shadow ơi, mình tới nè. Minchi hả? Bạn mau vào đây đi. Chào cô Minchi à. Shadow à, chú ấy là ai vậy hả? Là bạn của ba bạn hay sao? Ai trời ơi, nhiều người nói vậy lắm rồi đó. Nhưng không ngờ là bạn cũng nói vậy. Minchi à, đây chính là ba của mình thiệt đó. Ôi trời đất ơi, sắp tới giờ ăn cơm tối rồi. Anh còn lấy bánh ra ăn nữa hả? Anh muốn làm những điều này là bởi vì anh không thể hút thuốc nữa mà. Nhìn ba của mình bây giờ có phải là khỏe mạnh lắm có đúng không? Nhìn giống như là một người khác luôn đó.
Bây giờ ba đã bỏ được thuốc lá rồi, thiệt là tốt quá. Con và chị trai Đương đã cố gắng hết sức rồi đó mẹ. Con mong sao là các người cha trên thế giới sẽ bỏ được thuốc lá và sống khỏe mạnh như ba của chúng ta vậy đó. Ôi trời đất ơi, con tính chăm sóc cho các người cha khác luôn hay sao? Công nhận mẹ hiểu con quá luôn mẹ ơi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Dạ đâu có gì đâu, con nói chơi đó mẹ. Ôi dạ đau quá đi. Trời ơi, bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Em vẫn chưa đi khám răng nữa hả? Anh đã kêu em phải đi nha sĩ rồi mà. Tháng này cha Đu phải đăng ký học thêm môn toán. Nhà mình không có đủ khả năng đâu anh à. Vậy em để cho răng của mình rụng hết thì em mới chịu hay sao? Mẹ ơi, răng của mẹ có đau lắm không? Con không cần đăng ký học ở đâu, mẹ mau đi khám nha sĩ trước đi. Không được, con nhất định phải đi học cho mẹ. Nhưng em không thể bỏ lỡ thời điểm phù hợp để chữa trị được. Cùng lắm thì mình bán vàng để cho em đi khám răng. Rồi rồi, em biết rồi, anh đừng có la em nữa. Chúng tôi vừa nhận được một tin khẩn cấp. Siêu bão Risa đã đột ngột thay đổi hướng đi. Nó sẽ đổ bộ vào Seoul trong tối ngày mai. Tính đến thời điểm này, Risa được dự đoán là cơn bão mạnh nhất trong số những cơn bão đã đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên. Hãy dán những tờ báo ướt. Tiêu rồi ông xã ơi, hình như nhà mình vẫn chưa sửa cái cửa sổ bị hư có đúng không? Không chỉ cửa sổ đâu, còn cái cổng cũng chưa sửa luôn kìa. Vậy sao bây giờ anh không mau mau đi sửa cái cổng luôn đi? Ngày mai tất cả các trường công ở Seoul sẽ đóng cửa. Ngày mai chị không cần phải đi học nữa. Tụi em cũng vậy luôn. Mấy đứa mau thôi đi, trong lúc này mà còn cười được hả? Tất cả mau về phòng học bà Liên các mẹ. Mình phải mau đi đóng tất cả các cửa sổ lại mới được. Mẹ không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tụi con còn đáng sợ hơn cơn bão này nữa. Sao anh không nhờ ai đó tới phụ một tay đi? Một mình anh có thể sửa được rồi. Xong rồi, cực kỳ hoàn hảo luôn. Nhìn đi, nó không còn rung lắc nữa. Giờ thì nó bung ra luôn rồi kìa. Rốt cuộc hồi đó mẹ chấm điểm nào ở ba mà chịu lấy ba vậy? Quý vị và các bạn xin hãy chú ý, tôi vừa nhận được tin báo cơn bão được dự đoán là sẽ đi qua thành phố của chúng ta. Nhưng để đảm bảo, tối nay mọi người vui lòng tập trung tại nơi trú ẩn của trường học. Chúng ta phải tới nơi trú ẩn ở trường kìa. Bà xã ơi, hãy thu dọn những thứ có giá trị trước. Còn các con, mau vô nhà sửa soạn và sẵn sàng đi. Nhưng còn cái cổng thì làm sao đây? Cái cổng thì chừng nào sửa cũng được. Nhanh lên, chúng ta phải đi rồi. Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ ở trường hả ba? Chúng ta sẽ ngủ ở trường thiệt hả? Quá thật tuyệt vời. Ở đây có nhiều lều quá. Ủa, Minh Chi ơi, bạn tới đây hồi nào vậy? Lều của bạn ở chỗ nào hả? Chút nữa mình sẽ ghé qua chơi. Con tưởng là con đang đi chơi hả? Không biết sao bảo nhà mình còn hay không kìa. Ở đó mà lo chơi. Nhưng mà chuyện thiên tai này con người chúng ta đâu có kiểm soát được đâu mẹ ơi. Bây giờ vẫn đang an toàn thì chúng ta cứ vui vẻ mà tận hưởng đi mẹ ha. Vậy mẹ sẽ cho con tận hưởng nắm đấm của mẹ nha. Dạ thôi. Tụi mình đang thất thế phải tìm người yểm trợ mới được. Nhưng mà tụi mình bị dí sát nút rồi, không có thời gian đâu. Minh Tri à, tập hợp sức mạnh của tình bạn thôi. Chiếc nhẫn tình bạn, tập hợp. Mẫu giáo hết hay sao? Cả thành phố đang trong tình huống nguy hiểm mà còn
còn mê chơi như vậy. Anh Hôi, đây là lều của bạn hả? Đúng vậy, giờ mình đang đối đầu với Bảo. Đi chỗ khác chơi đi. Thôi cha đu à, tụi mình đi qua chỗ khác. Làm ơn đi chỗ khác giùm đi. Trời ơi, sao trơn dữ vậy? Có chuyện gì vậy? Cúp điện hả? Mọi người chú ý, cơn bão đang đi qua thành phố của chúng ta. Do đó đường dây điện bên ngoài đã bị hư hại. Cho nên mọi người hãy ổn định và kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi sửa chữa. Trời đất ơi, mình phải làm sao đây? Ô, bà xã ơi, có chuyện gì vậy? Em tưởng mình đã mang theo rồi chứ, nhưng giờ lại không tìm thấy nữa. Từ từ nói anh nghe coi có chuyện gì. Em đã quên con cốc vàng ở nhà rồi ông xã. Bà tìm đi. Còn có nhét ở đâu không? Ba ơi, nếu nó bị bà cuốn đi mất thì không thể tìm được nữa ba. Con có mắc tiền lắm không? Không đâu, nó cũng không mắc lắm đâu con à. Anh đang nói cái gì vậy hả? Nó là của hồi môn cho con gái khi hai đứa nó lấy chồng mà. Em hãy bình tĩnh lại đã. Giờ chúng ta không thể làm gì được đâu. Từ từ rồi mình mua lại cũng được. Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ? Đó là thứ giá trị duy nhất trong nhà mình có. Anh không biết sao? Ui da, cái răng của tôi. Thấy chưa, răng của em đau vì em không quan tâm tới nó đó. Thiệt tình là anh đã định bán nó đi để em có tiền chữa răng mà bây giờ là... Ui quá, có điện lại rồi kìa. Thiệt là may quá, chúng ta đã được an toàn rồi. Mimi ơi, cha đưa đâu rồi? Chị không thấy bạn ấy đâu hết á. Chị cha đưa. Không xong rồi, hình như có ai đó mở cửa đi ra ngoài đó. Anh ra ngoài trong lúc này sao? Anh cha đu à? Bây giờ con sẽ đi lấy con cốc vàng. Đừng đi mà. Không được đâu cha đu à. Em phải đi với con bé. Mẹ cha đu à, chị bình tĩnh đi mà. Chúng ta nên gọi đội cứu hộ tới trước, sau đó cùng nhau đi tìm con bé được không? Bên ngoài nguy hiểm lắm, chị không thể đi một mình đâu mẹ cha đu à. Cha đu chỉ có một mình thôi, hãy để tôi đi. Tôi không thể chờ đội cứu hộ tới được. Cha đu ơi. Bà xã. Cha đu ơi. Cha đu. Cốc vàng ơi, hãy đợi chị tới cứu em. Cha đu ơi, con đang ở đâu? Rốt cuộc con đã chạy đi đâu vậy? Anh ơi, phải làm sao đây? Có khi nào con gặp tai nạn rồi không? Sao em cứ nói chuyện xui xẻo không vậy? Nhưng anh à. Nhanh lên em, giờ chúng ta đi vòng qua đó thử coi sao. Em lượm được một phiếu ăn miễn phí. Nữa không anh? Chúng ta phải nhanh hơn nữa mới được. Em bám cho chắc nha. Cha đu ơi. Cha đu. Anh ơi, phải làm sao đây? Con bé không có ở nhà. Cha đu ơi. Chào anh chị, tôi mới nhận được báo cáo. Anh chị đã tìm thấy con bé chưa hả? Chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy con bé ở đâu hết à. Tôi hiểu rồi, bây giờ anh chị hãy đi theo chúng tôi. Cha đu ơi, con đang ở đâu?
Cái này, đây là cột tóc của cha Đu. Anh ơi, là cột tóc của cha Đu đó. Em nói gì? Đồng chí cảnh sát, làm ơn dừng xe lại. Cha Đu ơi, chị cẩn thận, nguy hiểm lắm đó. Em ơi, chờ anh với, đừng có đi một mình mà. Cha Đu ơi, nhớ cha Đu ơi. Ủa? Ôi trời ơi, nó hú hồn hú vía. Bà xã, em không sao chứ? Anh ơi, bây giờ phải biết tìm con ở đâu hả? Mẹ ơi. Cha Đu à. Bà mẹ ơi, con xin lỗi vì chưa tìm được con tóc vàng. Trên đường đi về nhà, con thấy em ấy đang ngồi khóc một mình nên đã ở lại với em ấy, không thể về nhà được. Con gái của mẹ. Tìm được rồi sao? Thật tốt quá. Không sao rồi, con đừng khóc nữa. Cô bé à, con có biết ba mẹ của em ấy ở đâu không? Dạ xin lỗi chú, con không biết. Đồng chí cảnh sát, ba mẹ của con bé là chủ quán ăn nhanh Mina đó. Tôi còn thắc mắc sao hai vợ chồng họ không đến nơi trú ẩn. Ơi, chắc là họ đã đi khắp nơi để tìm con của mình rồi. Con làm tốt lắm, con gái của ba. Mẹ ơi, còn con cốc vàng của chúng ta thì sao? Con muốn mẹ được đi bác sĩ chữa răng. Trời ơi, con gái của mẹ, con đang nói cái gì vậy? Đối với mẹ con còn quan trọng hơn con cốc vàng đó nhiều. Chỉ cần con an toàn là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ. Cha Đu à. Mẹ ơi, ba. Rồi rồi, mọi chuyện con đừng có rồi, khóc nữa nha. Con đói bụng quá. Con muốn ăn gì? Con muốn ăn mì, một tô thiệt là bự, mì thiệt hả? Là nhiều mày. Cô ơi cô, không biết sao từ sáng tới giờ bụng em cứ đau hoài. Để cô xem. Cha Đu à, cô nghĩ em đã bị đầy bụng rồi đó. Sáng nay em đã ăn gì nè? Em chỉ ăn nhẹ nhàng 3 chén cơm thôi. Ăn sáng mà tới 3 chén luôn sao? Ăn giỏi như vậy thì cũng tốt, nhưng nhớ phải ăn chậm rãi, nhai kỹ thì mới tiêu hóa được, có biết chưa? Dạ. Được rồi, bây giờ cô sẽ xoa bụng cho em. Hãy nằm nghỉ ngơi một chút đi ha. Dạ, em cảm ơn cô nhiều lắm. Đi chơi thôi. Đi nhanh lên. Nhanh lên đi. Em ăn bánh gạo quá. Ước gì ngày mai mình cũng bị đau bụng nữa thì tốt. Cha Đu à, bạn đang nói về chuyện gì? Bạn không thấy phòng y tế rất tuyệt vời hay sao hả? Bạn vừa được nằm ngủ, vừa không phải học nữa, tốt biết mấy luôn. Cha Đu à, mình ước gì cô y tá trong trường chúng ta chính là chị gái của mình. Vậy thì mình có thể tới nằm nghỉ bất cứ lúc nào rồi. Nhưng mà bạn cũng không nên làm như vậy. Cha Đu về rồi à? Lâu lâu mới lên chơi nên cậu nghĩ cậu sẽ ở đây vài ngày. Cậu lấy cái vớ ra ngoài đi, bốc mùi quá. Còn một chiếc ở đây nữa nè. Này. Bởi vậy cho tới bây giờ cậu mới không có bạn gái đó, cậu biết không? Xin lỗi con nha, đã khiến con phải thất vọng. Nhưng mà cậu có người yêu nha, đó chính là âm nhạc. Tại cậu muốn nghĩ như vậy thôi. Con nghĩ cậu là ai mà nói vậy? Cậu đàn ông giống như cậu không hấp dẫn phụ nữ một chút nào hết á. Con còn nhỏ nên không biết thôi. Con cứ kéo đại một cô gái trên đường hỏi thử xem. Một nghệ sĩ chơi nhạc như cậu ngầu lắm nha. Con sẽ thử hỏi xem coi có ai nhắm mắt làm ngơ hay không. À khoan đợi đã. Nhưng mà cậu có chắc chắn là cậu luôn luôn được yêu mến hay không? Đương nhiên rồi.
Cậu giống như một cái hố đen mà khi rơi vào con sẽ không thể nào thoát ra được đâu. Con nghĩ là sẽ có một thiên thần nào đó cứu được cậu thoát khỏi cái hố đen của cậu đó. Nếu là thiên thần, chắc là sẽ xinh đẹp lắm. Đúng là gu của cậu rồi đó. Cậu đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm chuyện này thiệt sao? Cậu à, cậu à, cậu không sao chứ? Chút xíu này nhầm nhỏ gì đâu. Chúng ta mau đi đến gặp thiên thần của cậu đi. Cô ơi cô, cậu của em bị thương ở trước cổng trường. Cô có thể giúp cậu của em được không? Xin lỗi đã làm phiền cô. Dạ được, không sao đâu. Anh ngồi xuống đi để tôi rửa vết thương cho anh. Nhanh lên cậu, cậu mau hỏi cô ấy đi. Cô y tá ơi, tôi muốn hỏi cô, nếu như cô có thời gian, tôi muốn mời cô một ly cà phê để cảm ơn cô, không biết có được không vậy? Không sao đâu mà, chỉ là chữa trị đơn giản thôi, anh đừng bận tâm quá mà. Cô ơi cô, cậu của em có ý cảm ơn cô mà, cô đừng khách sáo. Thật sự là không cần phải làm như vậy đâu. Tại vì cậu em xấu cho nên cô mới như vậy, có đúng không? Không, không phải như vậy. Có vẻ như tôi đã khiến cho cô cảm thấy không thoải mái rồi. Cô ơi cô. Không, không phải như vậy đâu. Thôi được rồi, một ly cà phê thôi nha. Xin chào quý vị, tôi xin thông báo đến quý vị thời tiết của ngày hôm nay. Khu vực Trung Bộ dự đoán... Cậu ơi, có phải là cậu định mặc bộ đồ tả tơi này đi hẹn hò vào ngày mai không? Thời trang ngầu như vậy mà con nói là tả tơi hả? Bộ đồ này mà thời trang ngầu cái gì chứ? Tới ngày mai cũng chưa chắc khô nổi đâu. Nè, cậu chỉ có một cái áo đó đẹp đẽ để mặc thôi. Cha đu thiệt là quá đáng mà. Ôi trời ơi, hai cậu cháu làm gì mà la lối ôm sầm, còn quăng quần áo lung tung nữa. Mẹ ơi, mẹ nhìn đi, cậu định sẽ mặc bộ quần áo tả tơi này để đi hẹn hò vào ngày mai đó mẹ. Hả? Chị ơi, tới ngày mai thì nó có thể khô đúng không vậy chị? Nếu không khô được thì em sẽ mặc bộ thôi đồ này đi ra ngoài. Mày đặt bộ này bộ kia nữa, tuyệt đối sẽ không khô nổi đâu. Nè, kéo nón xuống thấp đi, làm vậy sẽ bị phát hiện bây giờ. Đi theo dõi cậu của bạn mà kêu mình đi theo chi vậy? Mình có rủ các bạn khác nhưng hôm nay cũng bận hết rồi, biết làm sao được. Nè, mình cũng bận rộn lắm chứ bộ, mình định chơi điện tử cả ngày hôm nay á. Bạn im lặng một chút đi. Thôi, cho cha đu à. Cô ấy đã tới rồi kìa. Xin chào anh, đã để anh phải đợi rồi. Không, xin chào cô nha. Xin lỗi anh nhiều lắm, tôi đã tới hơi trễ một chút. Ủa, hình như là cô y tá trường mình. Mà sao tự nhiên bạn cứ nắm tay của mình từ nãy tới giờ rồi? Mình không biết đâu, tại bạn nắm tay mình mà. Bạn nói cái gì chứ? Mình nắm tay bạn khi nào hả? Trời ơi, nóng quá. Ôi trời ơi, anh không sao chứ? Không sao, nóng quá. Có chắc là anh không sao không vậy? Thật sự không có sao hết trơn. Phục vụ à, cho tôi một ít đá nha. Cậu của bạn hình như hơi căng thẳng một chút á. Trước đó cậu của mình chưa bao giờ hẹn hò. Tôi lại gây rắc rối cho cô nữa rồi. Mời cô có một ly cà phê mà cũng không nên thân. Dạ. Tôi có biết một quán ăn rất ngon, để tôi mời cô một bữa có được không hả? Anh thật sự không cần phải làm như vậy đâu.
anh không sao đâu, anh đừng bận tâm. À, có ai ở trong đó không, mở cửa đi. Buổi tối có mở cửa mà đúng không? Có ai không? Xin lỗi nha, nhưng có vẻ mọi thứ không suôn sẻ với cậu của bạn rồi. Bực mình quá đi mất. Phải tìm hiểu trước khi hẹn hò mới phải chứ. Nhưng mà cậu của bạn không có gì giỏi hết sao? Nè, nói cho bạn biết nha, cậu của mình đánh đàn giỏi lắm, hát cũng hay nữa. Ủa, đằng kia có cây đàn guitar kìa. Được rồi, không thể để chuyện này kết thúc như vậy được. Hôm nay thật sự rất xin lỗi. Trời ơi, anh có bị làm sao không? Cái này từ đâu mà rơi xuống vậy ta? Có vẻ đây là ý trời muốn nói cho tôi biết, không thể để cho cô đi như vậy được. Dạ. Thật ra thì tôi chính là một nghệ sĩ chơi nhạc. Anh là một nghệ sĩ thật sao? Love me 자꾸만 내 마음은 너를 향해 가는데 너에게 고백하고 싶어 my love. Ôi trời, trời làm sao đây? Tôi không nhìn thấy anh ngồi ở đó. Tôi xin lỗi anh nha. Xong đời rồi. Nè cho cha đu, em không được gì như vậy mà trốn tiết học đâu đó nha. Cô y tá thiệt tình à, cô y tá đã thay đổi thiệt rồi. Tất cả là tại cậu hết đó. Cha đu à, hôm nay sao không có một tí sức nào vậy hả? Không sao hết, tại mình cảm thấy đói thôi mà. Ơ, là cậu sao? Cậu ơi cậu. Cái gì hả? Làm hết hồn à? Con đã nhìn thấy cậu hẹn hò với cô y tá có đúng hay không hả? Anh gì chứ? Thật ra thì cậu và cô quyết định sẽ gặp nhau vài lần nữa. Cái gì chứ? Vẫn hẹn hò sao những chuyện ngốc nghếch đã xảy ra? Nè, dám nói cậu ngốc nghếch hả? Vậy tại sao lúc nãy cô không cho mình nghỉ ở phòng y tế mà lại đuổi mình về lớp? Nếu đang tiến triển tốt với cậu thì làm sao lại có thể như vậy được chứ? Hôm nay con lại giả bộ bệnh để trốn học nữa hả, cha đu? Con giả bộ cái gì đâu? Con bị trầy đầu gối thiệt mà. Trời, cha đu, sau này đừng có làm mấy chuyện đó nữa nghe không? Ý của cậu là gì chứ? Cho con biết kể từ bây giờ cô ấy sẽ nghiêm khắc với con hơn đó, con có biết chưa hả? Sao ạ? Sau này đừng có mà trốn tiết nữa, phải học hành chăm chỉ đi. Không, không được, phòng y tế của mình. Love you, tu nam Marie.